Toy Trip USA High-End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Hướng dẫn sử dụng máy Jet Press Fly dòng BioArt USA High-End. Đến với chiếc máy PA tiếp theo là chiếc máy có tên là Jet Press. Nhưng một lần nữa Duy khẳng định, đối với dòng BioArt thì chức năng gấp ngàn lần cái tên. Những tính năng của máy Jet Press đầu tiên nó kêu ngồi xuống AB chỉnh nó nhóm cơ tác động là ngực. Nhưng mà hơn thế nữa, hình cô gái này đẩy những động tác rất là căn bản. Cô gái này chưa có sử dụng độ freeway của cái tay đó, chỉ hướng dẫn thôi. Đầu tiên đo răng, bạn nhìn chỗ tạ đó, nó gần chạm dừng lại, giữ lại, ép vào. Ok. Incline, chest fly, ép ngực trên. Chest press, ngực ngang. Decline, chest press, đẩy ngực dưới. Shoulder, right, back. Đổ trên PA Series đẳng cấp nhất thế giới có mặt tại Thor Gym THOL thể hình online by Duy. Độc quyền tại Việt Nam, công nghệ đường cong sinh học. BioArt Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.